nhà nhìn này, cái đôi mực, đôi 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 mực này nó yêu nhau từ bao giờ, nó đẻ trứng ở đây đây này, nó còn đang qua chăm sóc trứng của nó đây. Đôi 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 này là không rời nhau nhá, ở bên dưới này có một cặp đang mê bán nhau nữa mà chưa biết là có thành hay không. Đây là có ba con mực đực đang ghé bán, ba con mực trái đấy, chị nhìn thấy nó đều ghép đôi với nhau đấy ạ. Nó không đi đơn lẻ đâu. Sau này có ba con mực đực thì đều đang muốn ghé bán tay mực trái để mà có thể không? Một cặp đôi kia thì hoàn hảo rồi, ok rồi. À đây là có thêm một cặp nữa nè. Một cặp đực và trái nè. Ôi thế thì tính ra ở đây là có đến 5 cặp thôi em ạ. Cẩm ơi, đây có 5 cặp này, đây là một cặp anh chị nhá, đây là một cặp này. Đây một cặp đang đuổi nhau này, cặp này đang đuổi nhau này. Đây này là một cặp đang ghép đôi này. Cặp dưới này cũng đang ghép đôi này và cặp này chính là cặp số 5. Có 5 cặp mực đang bơi ghép đôi tại bể của hải sản Biển Đông và một con đực và một con cái, cả nhà nhìn không? Đây là bể mực tình yêu luôn cả nhà ơi. Đây em chỉ từng cặp cho cả nhà nhá. Đây. Đây là cặp này đang đuổi nhau này, cả nhà nhìn nó đang ve bán nhau chưa? Một con đực một con cái đang ve bán nhau, đang ve bán nhau bắt nhau này đấy. Đây là cặp thứ nhất này. Đó. Tiếp đây là cặp thứ hai ôm nhau rất chặt không rời này. Đôi tình nhân này là không hề rời nhau này. Bên này là có ba cặp nữa. Đây ba cặp đây cả nhà nhìn này. Đây là một cặp nữa là cặp thứ ba này. Dưới đây là cặp thứ bốn này. Ở bên này là cặp thứ 5 anh chị ơi, trời ơi, có 5 cặp luôn, 5 cặp mực đang yêu đương ở trong bể của hải sản Biển Đông. Đây là bể mực Nguyên Hương rồi cả nhà ơi, trời ơi, quá tuyệt vời luôn, chưa bao giờ em thấy có cảnh này ở tại hải sản Biển Đông cả nhà. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi, mời cả nhà qua chim nhúng những cặp mực tình yêu tại hải sản Biển Đông nhá. Chúng âu yếm nhau không rời luôn và đi nhau thành từng cặp luôn ạ, những con đực ở đây rất là... có vẻ là ghen tị hay sao, hôm qua chỉ có một cặp thôi mà lúc đầu em phát hiện đến tận 5 cặp yêu đương ở trong bể của hải sản Biển Đông ạ. 5 cặp mực đang yêu đương tại hải sản Biển Đông nhá, quá tuyệt vời ạ. Này còn để cả trứng ở đây rồi, đây là cả nhà này, mời cả nhà qua chiêu luôn nhá.